Mercedes-Benz S450 là dòng xe chiếm thị phần lớn trong phân khúc sedan hạng F với doanh số hơn 500 chiếc trong năm 2017. Là đối thủ đáng gờm của BMW Series 7, Audi A8, Jaguar XJ-L hay Lexus LS500, Mercedes-Benz S450 được hy vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng sang. Năm 2018, Top Gear đánh giá chiếc xe này với số điểm 9 trên 10. Cùng lời nhận xét, Mercedes-Benz đã mang hết mọi tinh túy của mình vào trong S-Class 2018. Đây chắc chắn là mẫu sedan thu hút nhất năm nay. Trên màn hình mà quý vị đang xem là một chiếc xe Mercedes S450L sản xuất cuối năm 2017 đã độ lên Maybach, đăng ký năm 2018. Tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 3 vạn km. Chiếc xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao, lần lượt là 5.246,1899,1494mm, trục cơ sở 3.651mm. Dưới nắp capo là động cơ xăng V6 dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 367 mã lực, mô men xoắn cực đại 500N, cùng hộp số tự động 9 cấp 9 G-tronic. Hệ dẫn động cầu sau, xe có 4 chế độ lái chủ động và linh hoạt với hệ thống Dynamic Select gồm Eco, Sport, Comfort, Individual. S450 trang bị hệ thống Direct Steering trợ lực điện với trợ lực và tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ, mang đến cảm giác lái vô cùng êm ái và mượt mà khi di chuyển nhẹ nhàng trong nội thành, cũng như mạnh mẽ trên đường cao tốc. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 5.9 giây, vận tốc tối đa đạt 250 km/h. Nhắc đến nội thất của Mercedes-Benz là nhắc đến sự đẳng cấp và sang trọng, với những trang bị và tiện nghi sẵn sàng làm hài lòng khách hàng. Hàng ghế trước và sau đều có chức năng chỉnh điện, nhớ ghế, massage 6 chế độ, làm mát và sưởi ghế. Hàng ghế sau có thêm bệ đỡ chân, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng cùng bộ lọc khí e-balance. Hệ thống giải trí trên xe rất hiện đại, hai màn hình cỡ lớn kích thước 12,3 inch chuẩn HD, điều khiển bằng giọng nói, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh cao cấp Beemaster 26 loa, công suất 1.590 W và còn rất nhiều tính năng, option khác. Chiếc xe này chúng tôi bán với giá hơn 3 tỷ đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị xe, với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục rất đơn giản. Chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị và các bạn đã được nhận xe. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Chúng tôi mua bán và nhận ship toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.